Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang Thang Đường Phố. Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất về chị Loan và cũng như là những kẻ bên phía bộ ba Tâm Sơn. Thì mới đây thì có cái sự việc cũng khá là buồn khi mà nhiều anh em YouTube đã bị bé dê quến cho cây gậy về tội gọi là lấy cái clip của chú Vũ Linh trong cái bữa hát đêm ở Tây Ninh đó của chú anh chị. Thì chỉ có một đoạn thôi nhưng mà bé dê ra tay nặng quá, đúng không, nhận được cái gạch đá từ phía cộng đồng mạng cũng khá là nhiều đó, chắc đủ xây nhà luôn rồi. Thì chiều ngày hôm nay là sẽ diễn ra cái buổi hát lần 2 tại sân khấu Chống Đồng của chị Hồng Loan nha cô chú anh chị, vào lúc 20 giờ tối nay nha bà con. Đó, ai ở Sài Gòn thì có thể đến nghe chị Loan hát tâm sự chơi. Thì hy vọng là trong bữa nay thì cũng đừng có chị Loan là đừng có gắn thêm cái đoạn clip của bé dê vô nha, làm khổ mấy anh em. Nhưng mà ở đây thì mình lên án, mình nói về cái độ mà của bé dê thôi. Đó. Thì ở đây cô chú anh chị có một cái bài viết cũng khá là đúng nói về bé dê đó, sau khi mà đoạt giải cái cuộc thi mà sao nó ngôi. Em sẽ chia sẻ cho mọi người cùng nghe nha. Mọi người còn nhớ con thi sao nó ngôi đoạt giải 3 vì sao mà nó đoạt giải không? Là vì ân tình của khán giả đối với cậu nó, vì nể cậu nó chứ giọng hát của nó chỉ ở vòng dự gửi xe. Còn Bình Tinh thì quá xuất sắc rồi, khỏi phải bàn cãi nữa. Đi lên từ chính đôi chân của mình, không dựa dẫm vào ai cả. Chỉ có ba Vũ Linh là truyền đạt thêm những chỗ nào cho em ấy cần phát huy. Chứ tính ra anh yêu thương Bình Tinh như con ruột của mình. Còn nói là cục vàng của ba nữa, nên có lúc ảnh hỏi nữa ba chết con có để tan không? Câu hỏi mộc mạc ấy nhưng chân thành. Thì biểu sao Bình Tinh không chăm sóc, lo lắng ba nuôi từ ngày ba bị bệnh cho đến ngày ra đi. Sao anh không hỏi con cháu của anh câu đó? Ý là tại sao không hỏi bé dê câu đó nha quý anh chị. Ông thấy bé dê chắc ông cũng ngán rồi. Để đến ngày đưa đám thì nó nằm lăn ra trả lễ, lấy lòng khán giả. Bộ mặt trơ trẽn thì trước sau gì khán giả cũng nhận ra thôi. Lòng ích kỷ, đố kỵ, ganh tị với Hồng Loan, ra mặt Hồng Loan làm cái gì nó cũng sẽ làm theo cái đó. Rồi có được ai ủng hộ không thì hiểu. Một khi trong mắt mọi người nó không còn được tôn trọng thì làm gì cũng vậy thôi. Không ai biểu dương hết, chỉ đứng sau lưng Hồng Loan nói mà thôi. Nó càng sân si thì Hồng Loan càng sáng, càng được mọi người yêu thương. Tin tôi đi, người làm trời nhìn, ở hiền thì gặp lành. Tâm Loan tốt thì mọi người sẽ ủng hộ con. Ba ở phương xa, trời xa nhưng theo dõi con gái, không ai hại ba, không ai hại Loan được đâu. Dành cho lắm thì cũng vô gia cư, mất sự nghiệp. Nghiệp là do mình tạo ra, càng chửi nhiều, làm những điều trái với lương thường đạo lý thì không bao giờ tồn tại được. Mà cái việc cha người ta hát về con gái chứ mình còn cha còn mẹ thì việc gì phải vô dành bài hát đó với Hồng Loan. Mình càng nói thấy càng sai quá gỗ luôn. Người ta chỉ ủng hộ cái đúng, còn mình muốn nói gì thì nói, thích thì đi kiện, rảnh mà giờ có làm gì đâu. Clip này tôi tự làm chưa có chưa thì thưa tôi nè. Thì thật sự là cái vụ việc mà bé dê đánh bản quyền những anh em mà bên phía chị Loan đó, thật sự là gây một cái làn sóng dư luận không tốt, không phẫn nộ, nhiều người rất là nhiều người phẫn nộ nha quý anh chị đó. Bởi vì đây là cũng bài hát của ba người ta, là chú Vũ Linh, nhưng cái sai của chị Loan ở đây là đã gọi là dùng một cái đoạn nhạc vào cái bài hát của mình đó, nên gọi là bị bé dê cho lên đường đó. Thì ở đây thì mình nói về cái lòng ích kỷ của bé dê thôi, là một cái con người gọi là xấu nha, tánh không được tốt, chứ thật sự là bé dê nó cũng không có sai của chú chị. Nếu mà nói về bé dê sai khi mà đánh bản quyền đó thì bé dê nó không có sai, nhưng mà ở đây mình nói về tình người, lòng người đó, chứ mà ở đây mình không có nói về ai đúng ai sai ở đây cả đó. Thì mình lấy của người ta thì mình bị đánh là bị đập thì cũng đúng thôi, chứ chẳng có gì hết. Nhưng mà không ai ngờ nó lại ích kỷ đến như thế, đúng không cô chú anh chị? Ích kỷ đến như thế là cái con người gọi là
nó không biết phải dùng cái từ sao để diễn tả với ve nữa. Ăn ở sao không biết nữa, nó lên rồi bị người ta bây giờ thì mất luôn sự nghiệp rồi, tiêu tan luôn rồi, đổ sông đổ biển luôn rồi. Những cái gì mà trước đây chú Vũ Linh đã gầy dựng cho bé ve một hình ảnh khá là đẹp, một người khá là lương thiện, nhưng mà ngày hôm nay thì bộc lộ thêm những cái điều này thì chúng ta thấy quá thất vọng luôn. Những gì mà chú Vũ Linh cố gắng gầy dựng cho bé ve thì bây giờ thấy đó cô chú anh chị, không còn gì cả, mất đi luôn, mất rồi đó. Ăn học biết bao lâu, dạy dỗ biết bao lâu để cho gọi là bé ve có một cái sự nghiệp để gọi là tiếp nối cái con đường ca hát của chú Vũ Linh đó. Chú Vũ Linh là một người có cái tấm lòng thiện khá lớn đó, nhưng mà trái ngược hoàn toàn với đứa cháu này. Đứa cháu này thì tâm địa xấu xa. Tối ngày chỉ biết gọi là dòm ngó tài sản, dòm ngó coi Lon nó làm gì mình học theo rồi. Tối nay Lon hát ở Trống Đồng kìa. À, tối nay Lon hát ở Trống Đồng đó, bé ve được đâu có ai hướng ra Trống Đồng đâu. Bé ve phải hát đồng trống. Hát ngoài đồng trống, đồng hiêu muôn quạnh đó. Đó, là bé ve hát ngoài đó chứ không có được hát gọi là đứng chân sân khấu với chị Lon được. Không có tuổi, à, có tên chứ không có tuổi. Đó. Ủa có tuổi chứ không có tên nha quý vị. Có tuổi chứ không có tên. Cái tên thì bây giờ là nó mất tiêu rồi. Tuổi thì lên chứ tên thì bây giờ nó sụp đổ rồi. Đó. Nên là sống ở đời sống có tức có tốt một chút đó, sống làm chi mà bị người ta lên án, cộng đồng lên án, mẹ con gì y như nhau đó, y như nhau luôn của chú anh chị, mẹ nào con đó luôn y như nhau luôn. Tôi không biết là sau khi mà tôi nói cái clip này tôi có bị thưa không nữa, nhưng mà thôi tôi ngứa mồm quá đó, không ngứa miệng quá của chú anh chị đó, chứ không thể nào mình làm ngơ gì được. Tôi thì không bị đánh bản quyền rồi, không tôi không bị đánh bản quyền, chắc thám tử nó chỉ cho mấy ve này đánh bản quyền anh em hay sao của chú anh chị ơi. Tôi nghi ngờ lắm nha. Tôi nghi ngờ tên thám tử này lắm. Thám tử này nó đi đêm với bà Sáu mà, với bé ve mà đó, nên là đánh bản quyền anh em thì cái điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì nó bây giờ là nó là bên người gọi là trù dập Hồng Loan mà, thì ai bên Hồng Loan thì nó phá hết đó, nó phá hết của chú anh chị đó. Thằng này thật là ghê nha đó. Giọng hát của em là chỉ mới ở vòng gửi xe thôi ha, bé ve. Em mới vòng gửi xe thôi, em chưa thành ngôi sao nữa mà em mắc bệnh rồi, đúng không? Em bị bệnh ngôi sao rồi, em chưa thành ngôi sao. À, chưa có ngôi sao được của chú anh chị. Phải như vậy chú Vũ Linh đó, ổng còn á thì tới bây giờ chắc tên của bé ve thì chắc là người nối nghiệp duy nhất luôn rồi đó, chứ không phải là chị Lon. Bây giờ chị Lon đi hát đâu, không chị Lon cũng không có cơ hội để thể hiện đó. Nhưng mà bây giờ thì sao, người ta sống tốt thì luôn những cái điều tốt đẹp luôn đến với người ta thôi đó. Sống tốt thì cô chú anh chị yêu thương thôi đó, đơn giản vậy thôi. Tấm lòng tốt thì mọi người sẽ biết đến. Còn những ai mà độc ác âm mưu ha, này âm mưu kia, chiếm đoạt này chiếm đoạt nọ thì cũng bị cộng đồng biết thôi, cộng đồng vạch mặt ra đó. Không thể nào giấu mãi được, cây kim trong bọc thì có ngày cũng phải lòi ra thôi cô chú anh chị đó, không có giấu mãi được đâu bé ve ơi. Nên á, mình khuyên bé ve cô chú anh chị bây giờ là phải sống cho nó tốt lại, sống cho nó đàng hoàng lại đó, rồi biết đâu sau này khán giả người ta yêu thương mình trở lại làm sao đó. Càng ngày sống mà càng lòi ra những cái hình ảnh cái không đẹp, không là một cái chứng minh mình là một con người ích kỷ tham lam đó, ích kỷ mà còn tham lam nữa, hiểu luôn rồi, tiêu luôn rồi, toan sự nghiệp luôn rồi, banh luôn rồi. Những cái gì rất tiếc cho chú Vũ Linh thiệt, trước đây đào tạo nhầm người rồi, nhầm đứa của chú chị. Phải thay vì thời đó chú Vũ Linh ổng đào tạo cho chị Lon á thì bây giờ thì tôi nghĩ là chắc ok hơn đó. Chứ bé ve bây giờ thôi thôi rồi, mất tiêu sự nghiệp rồi, công sức của chú gầy dựng bấy lâu nay đổ sông đổ biển rồi của chú chị, đổ sông đổ biển rồi. Bây giờ là hết mang cái danh của chú ra để kiếm tiền được rồi. Bây giờ lấy cái danh của chú ra người ta chửi chết. Người ta chửi, người ta rủa, ngóc đầu không nổi luôn đó. Thật sự là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rất là nhiều cô chú anh chị vẫn ủng hộ chị Lon giống như ngày nào, mặc kệ những cái bộ ba tam sơn như là Thám Tử Cao hay là bà Mi Xuân gì đó, không dù cho họ cố tình bươi móc thêm bớt cái câu chuyện thêm mắm dặm muối vô đó, thì cô chú anh chị vẫn yêu thương chị Lon giống như ngày nào. Thì cái điều này mình thấy khá là mừng cho chị Lon, bởi vì chị Lon nhận được cái sự yêu thương của cô chú anh chị đó, nhận được cái sự quan tâm của mọi người dành cho chị Lon mọi lúc mọi nơi nha. Thì mình tin là tối ngày hôm nay 30 tháng 4 thì cái đêm hát của chị Lon ở sân khấu Trống Đồng thì chắc mình nghĩ là full HD vé rồi. Hết vé nha bà con, chuẩn bị hết vé này, tối nay chắc hết vé luôn rồi. Bà con nào chưa có đi mua đó thì tranh thủ gọi điện đặt vé rồi đi nha. Đó, bé ve tối nay bé ve thấy bé ve tức nữa. Tức chứ sao không quý vị, đúng ra là cái chỗ sân khấu đó, chỗ đứng đó là phải của bé ve. Nhưng vì cái con người của bé ve nó không tốt,
Nên cái làn sóng dư luận tẩy chay nó và bầu xô, không có ai mà dám mướn, dám thuê hay là dám bây giờ hát miễn phí luôn, người ta cũng không cho nữa chứ đâu mà mướn. Hát miễn phí người ta sợ, nó gặp sợ chạy mất dép rồi. Chạy mất dép luôn chứ đó mà đi xô, xô chậu gì nữa, hết thời rồi, xô chậu gì nữa. Cái bản tánh con người như vậy mà đứng trên sân khấu thì có mà ăn trứng gà thôi chứ làm gì. Thể thiệt. Mấy giờ không, bây giờ người ta thấy trên sân khấu chắc người ta cho ăn trứng gà no luôn, về khỏi ăn cơm luôn. Trứng gà nè, dép nè, gạch nè. Thì mẹ con xây nhà luôn, khỏi mấy con đi dành nhà nữa. Bây giờ giờ nên là tự tổ chức lay show hát đi bây giờ. Nha, bây giờ tổ chức lay show hát đi. Đó, tổ chức lay show hát đi rồi kiếm gạch đá đó mẹ con xây nhà chứ đừng khỏi đi dành nhà nữa. Nha, dành nhà cha người ta thì có công với mình ngày xưa, dù sao thí dụ bây giờ nó bé Lon bây giờ nó vô tình đi, nó không yêu thương mình đi, nhưng mà mình nghĩ cái tình cái nghĩa của chú Vũ Linh ngày xưa đó, cậu mình đã đào tạo ra mình, đã cho mình được một cái sự nghiệp vững vàng trong lòng khán giả, được sự yêu thương của cô chú anh chị, được khán giả đó, thì mình nghĩ cái sao mà mình lại đi tranh giành tài sản với con người ta. Làm người ai làm thế, nhưng mà đối với bé Dê hay là cô Sáu gì đó, không làm thế thì sao làm người đó. Nên là làm người đừng có lên làm thế nha, nó ấy lắm, nó không có đẹp đó. Đến là điểm hiện tại thì sự nghiệp tiêu tan rồi, hát gì nữa giờ, hát ai mướn ai thêm giờ, hát đồng trống chứ trống đồng gì. Cỡ chị Lon người hát được trống đồng chứ, cỡ bé Dê là ra đồng trống, mẹ con tổ chức lễ xô ngoài đó hát ngoài ruộng mẹ. Ruộng mà lúa người ta mới cắt rồi đó chị, chú anh chị gốc gạ rồi đó, ra đó ngồi hát với dế rồi dế ếch đồ nghe chứ hai đầu nghe. Tính ra giọng hát của bé Dê thì nói thật sự nó cũng không có gì đặc biệt, đúng không? Người ta tò mò ở đây là người ta tò mò là truyền nha. À, chú Vũ Linh ông huấn luyện là bé Dê hát như thế nào thôi, chứ thật sự là cái giọng hát bé Dê mình thấy nó bình thường, hát cũng giống mình, cỡ mình thôi. Chắc mình mai mốt mình đi thi ca sĩ quá à. Phải ngày xưa chú Vũ Linh đào tạo tôi chắc tôi cũng thành ca sĩ đó của chú anh chị. À, chứ nói gì bé Dê, trời ơi, một người gọi là cây đa cây đề, một người gọi là cứng trong cái làng cải lương, cái làng Hồ Quảng, mà đào tạo ra một người hát thì người ta sẽ tò mò, đúng không? Đi đâu cũng mang danh cháu gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. À, lúc đó cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh là chưa từ cố, cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh. À, đi tới đâu cũng mang cái danh đó ra chứ, mang cái danh đó mới thu hút được nhiều người, không mang danh đó ai đâu mà coi, người ta đâu có tò mò, người ta đến người ta coi làm gì đó. Còn bây giờ chị Lon đúng không, cũng mang cái danh của chú Vũ Linh, nhưng mà người ta yêu thích cái điều đó đó, người ta yêu thích cái điều đó, cha của người ta mà, trời ơi, cha của tôi mà, tôi muốn làm gì tôi làm, còn cái kia là cậu thôi. Vậy mà nở lòng nào lấy cái bài hát của cậu đánh bản quyền con gái người ta vậy hả bé Dê? Em làm gì sao em coi được bé Dê? Em có nằm đêm em gác tay lên trán để em ngồi em suy nghĩ em làm chuyện đó là đúng không, là đúng hay sai bé Dê? Hả, em có nằm đêm em suy nghĩ, em ngồi rồi em suy nghĩ lại cái câu chuyện đó, mình làm như vậy là mình có lỗi với lại con cháu gì của chú Vũ Linh không, cậu Năm mình không, đúng không? Nhưng mà chắc bé Dê nó không biết suy nghĩ đâu, chúng chị thông cảm đi, thông cảm đi ha. Bởi vì cái sự tham lam, cái sự ích kỷ, cái sự đố kỵ trong con người nó cao quá rồi thì nó làm sao mà suy nghĩ ra được những cái điều đó nữa, đúng không mọi người? Cái sự đố kỵ, cái sự mà ganh tị, ganh ghét trong con người đó nó đã chỗ dị rồi, đúng không? Thì không thể nào mà gọi là suy nghĩ được những cái điều tốt đẹp, suy nghĩ được những cái điều mà ơn nghĩa trước đây người ta đã làm cho mình, đúng không? Dù sao chị Lon cũng vẫn là đứa con duy nhất của chú Vũ Linh đến thời điểm hiện tại nha. Đó, cái điều đó là chú công nhận rồi, tự miệng chú nói mà, đâu có ai ép chú nói đâu. Nhưng mà bé Dê với bà Sáu lại không thích điều đó của chú chị, không thích, không chịu thôi, không phải, bé Dê nó không phải vậy đâu nha. Bé Dê là nó là con nuôi đó, con nuôi á, nhưng mà giờ cuối cùng nuôi hay ruột thì người ta cũng không quan tâm, tài sản đó là cũng của người ta. À, và bây giờ đã nhận được cái sự yêu thương rồi, bây giờ người ta thật sự là yêu thương chị Lon, là không phải là vì chị Lon là con ruột hay là con nuôi của chú Vũ Linh cả. Người ta yêu thương chị Lon là vì tấm lòng nhân hậu của chị Lon, là con người rất là thật thà, đó không, con người nói chung là sống là biết điều, chứ không phải là vô ơn giống như cái tụi nó nói hàng ngày, đó không? Tụi nó nói rồi, tụi bay chửi người ta vô ơn thì tụi bay nên đi sao kê tiền YouTube trong cái drama này đem lại trả cho chị Lon đi, rồi tụi bay chửi người ta vô ơn. À, cái đó là mình không lấy tiền mình mới chửi được. Còn này mình lấy tiền mình lo gia đình mình kiếm, mình lo gia đình mình ăn, mình uống, mình giọng vô họng mình hết rồi, bây giờ quay sang chữ người ta vô ơn hả? Hả? Vô ơn cái gì đây? Hả? Vô ơn cái mã nhà tụi bay chứ vô ơn cái gì? Hả? Vô ơn cái gì? Đó, ông Misun giờ tới ngày găng tập luôn rồi, giờ lên tới tập 100 luôn rồi. Đó, Misun thì tôi sẽ làm trong video sau. Video này tôi dành cho bé Dê, tôi nói đạo lý với bé Dê thôi. Đó,
vô ơn, kẻ vô ơn, bé Lon là đứa vô ơn, vô ơn mày làm tới tập trăm luôn rồi, kiếm quá tiền luôn. Không, đem tiền lại trả người ta đi, đem tiền lại trả cho đi chị Xuân ơi, thám tử ơi, hãy trả, chửi người ta vô ơn nha quý vị. Đó, mọi người kêu nói tụi nó trả tiền cho chị Lon nha. Rồi, cảm ơn tất cả của chúng chị đã xem và ủng hộ cho kênh nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video mới tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.